Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 11, Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021, kỷ niệm 25 năm nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm, kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2020 và công bố quyết định cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đã tới dự và chúc mừng thầy và trò nhà trường. Năm học 2020-2021, Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có 11 lớp cao đẳng chính quy với gần 400 học viên. Nhà trường đã liên kết với các trường đại học sư phạm để đào tạo nâng chuẩn cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên các cấp học với 20 lớp đại học liên kết, 1.100 học viên các ngành. Bên cạnh đó, nhà trường còn thực hiện đề án dạy và học tiếng dân tộc Mường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2035. Đề án phát triển trường thực hành sư phạm giai đoạn 2018-2021, đề án củng cố nâng cao chất lượng đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình giai đoạn 2020-2025. Đặc biệt, trong năm 2020-2021, nhà trường được giao nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, liên kết với các trường đại học giáo dục và Đại học Quốc gia Hà Nội để bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận những thành tựu mà Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình đạt được trong những năm qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong năm học 2020-2021, Trường Cao đẳng Sư phạm cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Nghiên cứu thật kỹ, hiểu thật kỹ và có kế hoạch hành động rất cụ thể triển khai những lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, căn dặn trong cái bức thư mà gửi cho tập thể nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới. Cái nhiệm vụ thứ hai vô cùng quan trọng, đấy là chúng ta bước vào một cái thời kỳ phát triển mới. Vì thế, nhà trường cần cụ thể hóa các cái nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và cụ thể hóa nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục trong thời đại mới đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cụ thể hóa bằng cái gì? Bằng cái kế hoạch, bằng cái chương trình hành động của chúng ta 5-10 năm tới. Có mục tiêu rõ ràng, có bước đi phù hợp và có các cái giải pháp triển khai thực sự là hiệu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhà trường cần quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm tạo điều kiện cho nhà trường đầu tư cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các học sinh, sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, phấn đấu rèn luyện để trở thành những thầy cô giáo trong tương lai với đầy đủ phẩm chất, trí tuệ, sức khỏe, đáp ứng nguồn nhân lực cho tỉnh. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.